Tôi xin chân thành cảm ơn. Câu 3. Mười vị kim thân Phật ở Phật giới phải có tiêu chuẩn như thế nào mới được mời dự họp để tham gia ý kiến trong công việc lập đạo của Thái tử Tất Đạt Đa ở cõi Nam Diêm Phù Đền này? Tôi là Thiền Gia Anh Tuấn, thành viên ban giải đáp Chùa Thiền Tông Tân Diệu. Xin giải đáp câu hỏi tiếp theo của cô Phùng Thị Thơm. Mười vị kim thân Phật ở Phật giới được đề cử vào trái đất Nam Diên Phù Đề hợp để Thái tử Tất Đạt Đa sinh lập ra Đạo Phật ở trái đất này là những vị kim thân Phật làm việc trong ban tổ chức nghi lễ của bốn vị Phật Quay Âm Dương ở Đại Thiên Phật Giới thì cái ban ban này thì có ba nhiệm vụ chính nhiệm vụ thứ nhất á, là đưa các vị kim thân Phật siêu nhỏ vào trái đất để mà sinh nhị vị thần chủ và thần mẫu cho vào gia đình sinh làm con của cha mẹ khi mẹ sinh ra lớn lên để mà tìm hạt công đức. Nhiệm vụ thứ hai là rước các kim thân Phật siêu nhỏ vào trái đất để tìm hạt công đức và mang trở về Phật giới. Còn nhiệm vụ thứ ba là dự lễ những vị toàn năng toàn giác sinh lập ra đạo Phật ở trái đất này. Đó là nhiệm vụ của ban nghi lễ này. Xin mời cô hỏi tiếp.